Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và ba nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, tại quyết định số 1768, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Liêm cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Thanh Liêm. Tại quyết định số 1765, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Vũ Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng. Tại quyết định số 1766, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng. Tại quyết định 1767, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Huy Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.